ai không ăn được xoài. Dừng lại, bạn không thể ăn tôi. Anh bạn, mà phải chọn ngày sao? Bạn có sơn trên tay áo của bạn, bàn tay vẫn còn đó. Chắc là dị ứng sơn. Người bị dị ứng sơn không được ăn xoài. Tôi không tin. Bạn đang làm gì với tôi vậy? Chỉ có một sự thật. Xoài thuộc họ đào lộc hộp. Chứa monohydroxybenzene hoặc dihydroxybenzene, khá giống với thành phần sơn. Nó có tác dụng kích thích lớn trên da và gây ngứa, đặc biệt dễ gây dị ứng. Tôi không tin. Lì. Tôi đói quá, nó ngon quá. Sắc đẹp của tôi. Nhưng nó ngon. Lì. Tôi đắng lắm, đừng ăn tôi. Có gan thì mắng tôi nữa đi. Mắng thì mắng, ai sợ ai. Đồ mặt mụn xấu xí. Này, bí đao, tôi sẽ cắn bạn. Sao cậu dám cắn tôi? Tôi cũng sẽ cắn cậu. Tại sao nó lại đắng đến thế? Đồ ngốc, nếu không đắng thì sao gọi là mướp đắng? Bạn đắng quá, sao ai dám ăn nhỉ? Bạn không hiểu điều này, phải không? Mướp đắng của chúng tôi dù có đắng đến đâu thì cũng có người thích. Nghe câu, thuốc đắng giả tật chưa? Tôi không tin có người thích đắng. Tôi sẽ loan tin rằng bạn có bị đắng, làm cho mọi người ghét bạn. Đây là thế giới cạnh tranh. Ai giỏi hơn người đó thắng. Mướp đắng của chúng tôi là thần dược giảm cân, có khả năng ức chế hấp thụ chất béo. 100g mướp đắng chỉ có 18 calo. Cà chua là món ưa thích của chị em để giảm cân. Tôi ít hơn 7 calo, ít hơn dưa chuột 3 calo. Nhưng tôi khiến bạn cảm thấy no hơn. Thôi đi bạn, khổ quá. Đắng thế thì ai thèm ăn? Không, ngược lại, một số người bị chán ăn thì mướp đắng chúng tôi có thể kích thích tiết một lượng lớn dịch dạ dày, đặc biệt có lợi cho tiêu hóa và thèm ăn. Bên cạnh đó, còn có tác dụng giải nhiệt và ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tăng cường khả năng miễn dịch. Mướp đắng này ngon quá. Tôi đắng lắm, đừng ăn tôi. Quả dưa hấu ngốc. Anh ơi, anh không ăn tôi à? Này, bạn định làm gì thế? Chàng trai, anh đã làm rỗng tôi ngay khi vừa đổ ra. Tôi đang làm kem dưa hấu. Anh ơi, anh có ngốc không? Kem dưa hấu được làm từ dưa hấu. Hãy đặt cược, nếu kem dưa hấu được làm từ dưa hấu, bạn là quả dưa ngốc. Ai sợ ai? Anh đã bỏ cái gì vào thế? Tôi cho muối lao bơ. Cứ nằm im ở đây vài ngày thôi. Có gì trên cơ thể tôi vậy? Anh đang muốn làm hại tôi. Xương giá dưa hấu đã sẵn sàng. Hãy nhìn lớp xương trắng trên người tôi. Nó lạnh băng. Đây là xương giá dưa hấu. Tôi không ngờ rằng kem dưa hấu thực chất được làm từ dưa hấu. Haha, thừa nhận đi, đồ ngốc. Xin chào mọi người, mình dưa ngốc có thể làm kem dưa hấu. Vì sao rùa và lúa lại hợp nhau đến vậy? Này, có chuyện gì vậy bạn? Tôi không có phân bón. Nhìn này, tôi đói đến không lớn nổi. Ở đây không có gì để ăn, tôi gần như chết đói. Lấy đâu ra phần cho bạn? Vậy phải làm sao để khắc phục điều này? Việc này cũng dễ mà. Hãy thu hút Oxen đến đây. Thịt chúng giòn và ngon lắm. Bạn sẽ có phân bón sau khi tôi ăn chúng. Ý này hay đấy, đợi chút tôi dụ chúng cho bạn. Ôi chào bạn Oxen may mắn, bạn đã ăn gì chưa? Mau đến đây. Làm sao bạn có thể tốt như vậy? Bạn không sợ tôi sẽ ăn thịt bạn sao? Không sao đâu, đừng lo lắng, cứ đến và ăn thôi, tất cả đều miễn phí. Vì bạn đã chân thành đến thế, tôi sẽ không khách sáo đâu. Này, tôi đang chờ bạn đây, tôi sẽ đưa phân cho bạn ngay. Hãy xem chúng ta hợp tác thật hiệu quả. Món rùa hấp ăn với cơm ngon thật đấy. Sự tích trái kiwi. Quả kiwi ăn chua chua ngọt ngọt ra đời ở Trung Quốc. Vào thời nhà Đường, có một người tên là Vương Lão Nhị, tìm thấy một cái cây đầy trái màu nâu và đầy lông. Kiến thức phổ thông cho thấy, lá và quả xấu xí như vậy rất độc. Kết quả là một đàn khỉ đã đến và ăn sạch. Trái này ngon quá phải không? Coi như tôi chưa hỏi. Vương Lão Nhị run rẩy hái quả, bóc lớp vỏ bên ngoài và thấy phần thịt có màu xanh trong mờ. Nó ngọt ngào, mọng nước và ngon quá. Vì con khỉ thích ăn món này. Tại sao chúng ta không gọi nó là đào khỉ nhỉ? Bí quyết trường thọ của làng chúng ta là gì? Hãy nhớ ăn nhiều trái kiwi. Kiwi được mệnh danh là vua của các loại trái cây. Một quả kiwi có thể cung cấp gấp đôi lượng vitamin C hàng ngày cho một người. Quả kiwi còn có thành phần serotonin. Nó là kẻ thù của trầm cảm. Vậy đúng là ăn nhiều kiwi sẽ khiến bạn hạnh phúc.
Tôi có sức khỏe tốt, cuộc sống vui vẻ, nên tôi sống lâu. Bắp cải mùa đông. Chao ôi, sao mà lạnh như vậy được? Bạn không cảm thấy nó sao? Tôi có một mèo nhỏ. Cái gì, cái gì? Dạy tôi nhanh lên. Bạn cần vận khí lên để chịu lạnh. Được rồi, hãy vượt qua nó thôi. Chuyển hóa tinh bột thành glucose. Ôi, tôi thực sự làm được. Ừ, bắp cải mùa đông này ngọt ngào quá. Điểm yếu của các loài vật. Thử thách tối thượng 20 giây. Hãy thách đấu với 3 con vật trong vòng 20 giây. Làm điều gì đó chúng không thể làm. Thứ nhất, ngựa. Nào, nào, hãy đi với tôi. Bây giờ bạn vẫn có thể quay ngược lại chứ. Số 2, Tyrannosaurus Rex. Mồm của bạn có mùi vị rất tệ đấy. Làm theo tôi. Gãi cái đầu. Số 3, con rùa. Cái này, thời gian có hạn, người chơi có thể hoàn thành thử thách không? Tôi đầu hàng, tôi không thể làm điều đó. Rùa đã đầu hàng, người chơi đã làm gì? Anh ta gập bụng. Vì sao không ngâm táo tàu trong bình giữ nhiệt? Anh bạn, anh cũng đi tắm à? Đúng, anh bạn, trong ta có quá nhiều đường. Hãy tắm và thư giãn cho bớt đi. Đây là cái gì vậy? Đừng lo lắng về nó. Đây là CO2, được tạo ra trong quá trình lên men đường. Lát họ đi thôi. Bạn à, có chuyện gì vậy? Đông quá sao họ chưa đi? Cửa ở bên trên bị đóng lại rồi. Lượng CO2 này không thể ra ngoài, tiêu chúng ta rồi. Ôi các bạn, cửa sắp mở, mau thoát. Này, tại sao cái nắp khó mở thế? Bác sĩ ơi, tôi vừa ngâm mấy quả táo tàu, sao lại nổ? Do bạn ngâm quá lâu và nó lên men đường trong nước, khí sinh ra được tích tụ trong cốc giữ nhiệt. Do bạn vặn nắp quá chặt trong khi ngâm, lần sau, đừng vặn quá chặt, nới lỏng chút. Hoa sen có ăn được không? Hu hu, bài thi cuối kỳ tôi làm không tốt. Ôi hoa sen. Hay còn gọi là liên hoa. Phúc cho những ai nhìn thấy tôi. Vâng, tôi đã hái nó. Ôi tôi chưa ăn sáng. Chọn một vài bông hoa sen và chiên chúng. Tốt lắm, bạn đã bị bệnh rồi. Còn muốn chiên hoa sen ăn. Nhưng mang hoa sen tẩm bột chiên. Thêm chút đường vào sẽ thơm và giòn. Ngon lắm đấy. Đừng ăn nó. Hạt sen sao không ăn? Hạt sen sao? Hạt sen bạn chỉ cần bỏ tâm sen đi. Bạn ăn hạt sen không có vị đắng. Này, hoa sen đẹp thật. Nó trông đẹp và có vị ngon khi chiên. Bạn vẫn có thể ăn hạt sen sau khi chúng nở hoa. Dù bạn có nói gì đi chăng nữa thì tất cả cũng vào bụng bạn. Trứng hai lòng đỏ. Oh, bạn đã đẻ được một quả trứng lớn như vậy. Cho lứa đầu tiên của mình, bạn có thủ thuật gì không? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra đó là một quả trứng có lòng đỏ kép. Đáng lẽ nó không thể lớn đến thế. Hay là nó ăn phải hóc môn tăng trưởng? Đây không phải là ăn steroid. Đây là do gà sợ hãi. Một số nang chưa trưởng thành và nang trưởng thành rơi vào ống dẫn trứng cùng một lúc. Do đó hình thành một quả trứng có lòng đỏ kép. Thì ra sợ hãi giúp nó đẻ trứng có hai lòng đỏ. Hiện tượng này thường xảy ra ở những con gà mới đẻ lần đầu. Nhất là khi hàm lượng protein trong thức ăn cao, trứng có hai lòng đỏ dễ xuất hiện hơn. À thì ra là vậy. Vì sao trái cam nứt? Nắng nóng này làm tôi cháy nắng đến rạn nứt. Hạn hán này đã lâu lắm rồi, nếu trời không mưa nữa, tôi sẽ chết khô. Này, cơn mưa này đến thật đúng lúc. Tôi sắp chết khát rồi. Tôi muốn uống hết nước này. Khát quá. Uống đi đừng khát nữa. Này, tôi không thể uống được nữa. Điều này là không tốt. Nếu điều này tiếp tục, sẽ không có kết quả tốt. Rất tiếc, tôi đã sai. Tôi chỉ muốn cho trái cây thêm độ ẩm. Tôi nên làm gì bây giờ? Gọi phân bón kali và canxi, cung cấp cho tôi dinh dưỡng và tăng độ dẻo dai của vỏ. Làm gì với trái cây nứt này? Phải bỏ chúng chứ sao? Nếu không sẽ dễ gây ra bệnh loét vỏ. Loài cá ngốc nghếch. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chú cá hết sức dễ thương, cá mặt trăng. Có rất nhiều câu chuyện về nó. Ví dụ như nó là loài cá lười nhất. Cá mặt trăng thích tắm nắng, nhưng nó lười biếng, thường bị mặt trời thiêu răng suốt. Tắm nắng rất thoải mái.
và thật là rụt rè và nhút nhát. Những bọt nước bắn vào khiến nó đang sức. Lo lắng quá mức khi chạm mặt với rùa, đang sức, nó thấy bạn bè đang sức trước mặt, khiến bản thân sợ hãi và đang sức. Tất nhiên, hầu hết những điều trên chỉ là trò đùa, nhưng điều này mới thực sự là ngu ngốc. Kích thước trưởng thành của cá. Mặt trăng dài từ 3 đến 5 mét, nó nặng vài nghìn kg, nhưng tính cách khá ngoan ngoãn. Ăn một ít sinh vật phù du, sứa hay gì đó, và bạn cũng thấy nó có bàn tay ngắn phải không? Thân hình dài vài mét và nặng hàng ngàn kg, bàn tay ngắn bé này. Vì vậy cá mặt trăng bơi khá chậm, chuyển động về cơ bản dựa vào sóng. Rất nhiều kẻ săn mồi đều ăn nó. Vậy câu hỏi là, loài cá này được nhiều loài cá khác nhau sử dụng làm thức ăn, vậy tại sao nó vẫn chưa tuyệt chủng? Chúng thật tuyệt vời. Cá mặt trăng là loài cá đẻ nhiều nhất trong số các loài cá, lên đến 30 triệu quả trứng trong một lần đẻ. Vậy nguyên lý sinh tồn của cá thái dương là, hãy xem liệu tốc độ ăn của loài ăn thịt có nhanh bằng tốc độ đẻ của chúng không. Câu cá kiểu mới. Ôi, thật khó chịu khi bị bẻ cong, khi nào tôi mới được thả ra? Sao bạn lo lắng thế? Bạn sẽ được thả khi bắt được cá. Cái gì? Câu cá hả? Bạn có thấy hạt ngô ở giữa không? Đó là để dụ cá ăn và tôi cũng bị nuốt vào trong. Lúc này, bạn có thể duỗi ra và tôi móc vào mồm nó. Bạn đã hiểu chưa? Này, tôi có một hạt ngô miễn phí. Anh có muốn dùng thử không? Miễn phí à? Vậy thì chờ gì nữa? Nó nuốt vào rồi, tôi bung ra đây. Bạn hãy nắm lấy cơ hội. Thật thoải mái, nhưng thật tiếc cho con cá này. Tôi không ngờ kiểu móc câu này lại hiệu quả đến vậy. Quả lê nhân sâm. He he, cuối cùng cũng tự do. Bạn ơi, sao bạn không tháo ra? Mặt nó thật khó chịu. Họ đeo cho ta chắc chắn có ích. Tốt nhất không tháo ra. Ôi, chặt quá. Tôi đã bảo là không nên đeo mà. Hãy nhìn tôi không đeo nó vừa to vừa mỏng. Chắc chắn giá cao. Hãy tháo ra đi. Sao bạn cứ cà khịa tôi hoài thế? Bạn là khóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, lớn lên trong khuôn đúc Gò Bó sao trưởng thành được. Ồ, đẹp quá, chắc chắn bán được giá tốt. Nào, hãy đến giỏ trái cây cao cấp. Ôi sao ở đây lại có quả xấu xí này, cho vào giỏ loại giạt. Quả lê nhân sâm ngon tuyệt, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Này bạn sao nằm bên đó thế, giờ giá tôi gấp anh 20 lần thấy không? Hẹ vàng. Thật khó để tôi cao lên như vậy. Tại sao bạn lại cắt tóc tôi? Dù sao mình cũng để lại dễ cho bạn. Chẳng phải sau đó sẽ mọc lá lại sao? Bạn nói nghe dễ quá. Bây giờ đầu tôi chọc lóc, còn dám gặp ai? Bạn không dám gặp ai, thì tôi cho khỏi gặp. Được rồi, bạn nói đó. Này, bạn định làm gì thế? Bạn đã nói điều đó. Nếu không dám gặp ai thì đừng gặp họ. Tôi sẽ tìm một cái túi để che mình. Ngay đến cả mặt trời cũng không thấy tôi. Tôi cũng không thể quan hợp. Lá sẽ không còn xanh khi lớn lên. Để tôi xem bạn có thể lấy tóc của tôi nữa không? Này, được rồi nhóc. Hãy để tôi xem bạn có thể cứng đầu như thế nào. Để tôi xem bạn có thể kiếm tiền bằng cách bán lá vàng không? Bạn đã trở thành lá hệ vàng, khá là tốt. Có giá trị hơn nhiều so với hệ xanh. Này, làm sao bạn có thể cắt tóc hết người này đến người khác? Hệ vàng là lá hệ chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Chúng cùng là lá hệ nhưng giá cả rất khác nhau. Cách trị trái dưa cong. Ôi trời, làm thế nào bạn có được hình dáng cong queo này? Không thể bán với giá cao được. À, vậy thì làm sao tôi có thể trở nên đắt giá hơn được? Bạn muốn đắt giá, phải không? Này, tôi có một ý tưởng cho bạn. Tại sao bạn không đeo thêm một hòn đá? Được rồi, hãy làm điều đó cho tôi. Ôi, cảm giác này thật khó chịu. Thứ này có thực sự hiệu quả không? Đừng lo lắng, nó rất hữu ích đấy. Này, tôi thắng, tôi không cong nữa. Tại sao giá dưa chuột của bạn lại khác nhau như vậy? Vâng, đây là dưa chuột chất lượng cao. Sản phẩm chất lượng cao thì ở đâu mà không đắt. Dưa chuột của bạn thẳng quá, bạn hẳn đã rất chăm chỉ. Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Bạn hỏi vườn cây trả lời. Bạn Nguyễn Tiến có hỏi: cách để hoa hồng nở hoa nhiều. Để hoa hồng ra hoa nhiều, bạn cần làm tốt những điều sau. Hoa hồng là cây ưa nắng, nên cần số giờ nắng cao. Cần trồng cây nơi thoáng đãng nhiều ánh nắng. Nhớ tưới nước đầy đủ, tốt nhất là vào buổi sáng sớm, và bón phân định kỳ để cây có đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, cần cắt tỉa hoa già và cành già để cây ra cành mới. Bạn Phát Nguyễn có hỏi: tại sao lá cây lại có màu xanh? Lá cây có màu xanh là do trong lá cây có bảo quản là lục lạp. Trong lục lạp có chứa chất diệp lục, giúp cho quá trình quang hợp. Thực ra có các chất khác trong lá có màu vàng, cam và đỏ, nhưng do chiếm tỷ lệ thứ yếu nên màu xanh lục của diệp lục vẫn nổi trội. Bạn Hồng Ngọc có hỏi: cách để nhân giống cây vạn niên thanh mà không cần hạt. Khi trồng vạn niên thanh mà bạn muốn có thêm cây mới, thay vì đi mua thì bạn vẫn có thể nhân giống cây vạn niên thanh tại nhà. Cách nhân giống phổ biến nhất
đó là dâm cành và được thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn hãy cắt một khúc cây vạn niên thanh khoảng từ 10 đến 15 cm, sau đó hãy cắm khúc cây đó trong cát ẩm hoặc đất trong khoảng 4 tuần và chờ đến khi khúc cây đã mọc rễ khoảng 2 đến 3 cm. Tiếp đến, hãy đem khúc cây đã bén rễ vào chậu và cho đất vào sao cho cao hơn chiều cao của bầu cây từ 7 đến 10 cm. Cuối cùng, bạn chỉ cần tưới nước và chờ cây phát triển là đã có cây mới.